Rồi, hello, xin chào tất cả anh em trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình giới thiệu anh em cái sản phẩm là mệt đánh bịt bịt treo cây hai cánh nhá. Đó, đây là mẫu treo cây hai cánh này. Một con bịt rẻ này. Đấy, thì file tiếng đầy đủ này. Như mình đang đeo trên người là một cái loa nhá, loa màu dần gì này. Đó, có túi đeo, đấy, có điều khiển từ xe. Đó, thì cái loa này bên mình có tải file tiếng đầy đủ cho anh em rồi. Đó, anh em về chỉ việc sử dụng thôi nhé. Thì anh em thích tiếng gì thì có tiếng đấy nhá, chống mái thúc rồi bìm bịp kèm tiếng nhái để anh em đánh. Rồi sau đây thì mình giới thiệu thêm chi tiết sơ qua về con bịt giả. Bịt giả này bên mình hàng bơm keo này, đảm bảo chất lượng cho anh em. Anh em về anh em kiểm tra hàng đúng như video clip thì anh em nhắc nhá. Rồi anh em nhớ kiểm tra có nhân viên giao hàng ở đấy giúp mình nhá. Đó, đúng mặt hàng như trên clip thì anh em nhớ, hoặc là nó có thiếu mặt hàng gì thì anh em gọi ngay lúc đấy cho mình đấy. Thì bên mình sẽ hỗ trợ luôn cho anh em ngay lúc đó nhá. Đó, còn đây là mẫu mệt hai cánh treo cây này. Khi anh em mua sản phẩm này mình sẽ tặng kèm cho anh em một cái chuông báo đấy, chuông báo này. Thì như ở video đầu clip anh em thấy rồi đó, có chuông này nó rất là tiện nhé. Đó, mình về mình kẹp vô đây là mình đánh thôi đó. À, ok không, mình sẽ tặng một cái chuông báo này cho anh em nhé. Đó, mình có chương trình như thế đó. Nhiều shop không có nhưng mà shop mình có chương trình tặng chuông cho anh em để anh em sử dụng đó. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách cài nhá. Đó, cách cài cái mẹt bịp này nhá. Đó, đây anh em xem nhá. Rồi đây nhá anh em. Đó, sau khi anh em nhận hàng về này, ở đây nó có một cái cài này, đấy, nó móc để nó giữ hai cái cánh lại cho gọn nhé. Thì anh em gỡ móc ra, đó, thì nó sẽ như này. Đó, anh em nhận cái kẹp chuông này bên mình này, anh em kẹp vô bất cứ đâu, đấy, kẹp vô trên này, này. Đó, đó. Đó, khi nó ăn dính nó rung nó sẽ báo như này. Hoặc anh em kẹp như nào, tùy đấy là tùy ý, tại vì bên mình nó sẵn cái kẹp rồi, anh em thì chỉ kẹp thôi. Đó, anh em cài cho mình bên này lên. Làm theo như mình nhé, rất là dễ. Đó. Đây. Đó, ở trên này có một cái chốt này, cài qua cái lẫy, đây có một cái lẫy này. Mình một tay quay clip, một tay hướng dẫn cho nên nó hơi khó một xíu. Đợi mình cài cái cho anh em xem nhé. Đây. Đó, anh em thấy không? Mình cài xong rồi này. Cánh này, cánh thứ hai bên này này. Mình một tay quay clip, một tay làm cho nên nó hơi khó một xíu. Đó, thì về anh em là hình thù cái mẹt này anh em có thể là bỏ con cóc, con nhái, nói chung là dòng mồi ăn vô trong cái hộc này nhá. Đó, có hộc này, vô trong hộc này. Đấy, còn một bên thì anh em có thể là để con bịp đây. Đó, con bịp mồi như này. Đó, đặt con bịp mồi như này. Đấy, như ở trên clip thì mình có đặt một con bịp mồi như này đây. Đó. Đó, về khi con bổi vào nó đá thì đạp vô cái này nó cũng dính. Còn nó sang bên này nó ăn thức ăn thì nó cũng dính nhá. Đó. Thì ở đây là loa này, loa mình hỗ trợ cho anh em. Cái loa này loa có điều khiển, còn loa không điều khiển thì nó rẻ hơn. Đó. Loa không điều khiển thì tùy anh em chọn. Đó, anh em phải mở lên. Rồi ấn công tắc on này, ấn nút chạy này. Đó, bắt đầu chạy. Đó, chuyển bài. Đó. Mình sẽ tải rất là nhiều thứ tiếng ở trong đây cho anh em sử dụng nhé. Đó. Đó. Rồi anh em cần mặt hàng gì thì liên hệ số điện thoại mình để trên video clip nhé. Đó. Bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Đấy.
và cung cấp đầy đủ các thứ cho anh em. Đấy, anh em về chỉ việc sử dụng thôi. Sau đây mình kết thúc video tại đây nhé. Anh em nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh mình. Và xin chào tất cả anh em nhé.